vừa xong nó cũng đứng đúng như này luôn, còn mẹ thằng kia, thằng kia ngồi xuống. Chết rồi. Zoom nữa mới zoom. Sang cảnh nữa à? Sang cảnh đến là coi như vừa xong này em treo luôn cái cảnh nó đứng đó. Đứng ở cạnh đấy đá xuống nhẹ bắt đầu xuống 5-7 phân. Đá này, đá này, đang nhìn nhìn. Chết, cầm chết. Mẹ nó máu. Mày mà chưa thấy con nào đi rừng mà mẹ mày vét nó phát lao mày luôn đấy này. Một con nữa hơi dưới này. Phạch này. Phạch này. Nhìn này là kiểu đá rồi đấy. Đá này. Có đứng ở đấy đá được không? Hơi xa. Xa nhưng đá một khi vẫn xa. Xa một khi đã thích thì đá sang cái trạc trên đó. Đấy lên lên cái trên đấy đó. Một khi đứng đấy thích đứng đá hết. Đúng rồi, thì nó thích thì nó đá đứng đâu nó sao. À lên. Ô xuống, xuống rồi đúng không? Xuống bụi rồi. Xuống dưới. Ok. Đấy, đấy vẫn đứng bên này. Đó. Đấy. Đây, đây, đây. Không đang nghĩ để hi soi vào cái lồng đó thôi, đập mẹ cành sập lồng. Nên gió quá lên đây thì hót vừa này dưới bụi thì hót mạnh. Bỏ quay kìa. Trên. Nó nhìn thế này. Tráng ơi. Tráng. Mày ra vực mày nhảy xuống đâu vậy? Đi mày. Có thể đâu mất rồi. Lại lên cây. Lên rồi, lên rồi. Đây này. Em ra em đụt từng này thầy xuống anh ra. Xuống, tụt ra cành giữa. Chết hả? Chết. Được rồi. Chết à. Bảo thằng kia ngồi xuống anh cả. Cuốn đầu hơi đất sao. Gió này.
Nice. Ô cái gì? Tớ bảo thế là mình nhảy xuống rồi, mà sao mình chưa nhảy, mình cứ đứng ở trên này nhỉ? Vẫn còn nước ở ngoài. 3-4 đôi. Đứng ở dưới này không nhìn thấy nó bay. Chưa lên. Ở ngoài như vẫn có một đôi. Lúc anh vào cả thằng này vào anh bảo sao nó vô lý, thằng này ngồi đây mà trong khi chim nó hót dưới này. Thì nó đứng ở dưới đấy mà. Nó cứ đứng ở cái bụi dưới kia nó bắn đầm đầm mà. Đang lên này. Đang đứng dưới. Ức thì mẹ đang có máy, đâu có máy thì mẹ ngồi xem xa, nó xem được. Cũng quen nhìn màn hình rồi ạ.